Tử Vi tuổi Canh Ngọ 1990, trong 6 tháng đầu năm, rất nhiều khó khăn. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, Ngọ là con giáp đứng thứ 7 trong 12 sinh tiêu. Trong 12 thời thần, mạn thời hay còn gọi là giờ Ngọ, thuộc khoảng 11 giờ trưa đến 1 giờ. Ngựa là con vật trung thành nhân loại, thông minh là trợ thủ đắc lực của loài người. Bản chất anh chị tuổi Ngọ có biệt tài tính toán rất nhanh, họ có thể phân tích mọi tình huống trong nháy mắt. Ngược lại, họ là người ương ngạnh, bướng bỉnh cứng đầu. Tuổi Ngọ sinh vào ban ngày thường có cá tính mãnh liệt hơn sinh vào ban đêm. Bước sang năm 2021 Tân Sửu, tuổi Canh Ngọ 1990, cục diện hại thái tuế cùng với nhiều hung tinh chi phối hoặc kìm kẹp về mặt cảm xúc, khiến anh chị bất ổn về tinh thần, thiếu thận trọng hoặc chủ quan lơ là, sẽ xảy ra tranh chấp với bạn làm ăn, mưu sự trắc trở. Vậy trong 6 tháng đầu năm 2021 Tân Sửu, tuổi Canh Ngọ sẽ gặp phải những điều gì? Và lời khuyên nào từ các chuyên gia phong thủy cho anh chị tuổi Canh Ngọ 1990 trong 6 tháng đầu năm như thế? Xin mời quý vị, anh chị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, mọi người đừng quên đăng ký kênh để có thể theo dõi không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Ngay bây giờ sẽ là đánh giá tổng quan tử vi tuổi Canh Ngọ trong năm 2021. Năm Tân Sửu có cục diện hạn thái tuế cùng với nhiều hung tinh chi phối hoặc kìm kẹp về mặt cảm xúc, khiến anh chị tuổi Canh Ngọ bất ổn về tinh thần, thiếu đi sự thận trọng, chủ quan lơ là, sẽ xảy ra tranh chấp với bạn làm ăn. Bên cạnh đó, công việc của anh chị cũng trở nên khó khăn, gây ra áp lực tinh thần lớn, liên tục vướng vào rắc rối liên quan đến giấy tờ, thủ tục do hung tinh tử phú tác động, thậm chí vì quá tham cái lợi trước mắt mà anh chị liều lĩnh dẫn tới họa phá tài, mất không ít tiền của. Ngoài ra, về phương diện sức khỏe cũng có nhiều điều bất ổn, cần đề phòng các bệnh về tiêu hóa. Để anh chị có một năm bình an và gặp nhiều may mắn, thầy Gia Cát khuyên anh chị tuổi Canh Ngọ nên mang theo bên mình kim bài thái tuế nhằm nghênh đón quý nhân, hóa giải vận hạn, hương tinh, từ đó có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi phát triển. Sau đây, xin mời anh chị nghe chi tiết phần luận giải tuổi Canh Ngọ. Đầu tiên, về công danh sự nghiệp. Đường công danh của anh chị tuổi Canh Ngọ cho thấy sự thiếu suôn sẻ trong 6 tháng đầu năm. Anh chị dễ phạm sai lầm, tự mang tai vạ cho bản thân bởi sự cầu thả và chủ quan. Tuy anh chị rất hăng hái, có quyết tâm cao và cũng khá tham vọng trong sự nghiệp, nhưng do ảnh hưởng của cục diện hại thái tuế mà tinh thần ấy ngày càng giảm sút, cảm xúc bất ổn, khiến công việc của anh chị gặp khá nhiều khó khăn. Nhưng lại có thời điểm anh chị được nhiều cát tinh hộ chiếu, nhất là tử vi đại cát tinh, nên anh chị sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần, không ngừng học hỏi và mở rộng kiến thức cũng như mối quan hệ xã giao, từ đó tìm được cơ hội mới. Tuy nhiên, do cách làm việc tùy hứng, thiếu tính kỷ luật, sẽ bỏ dở giữa chừng, nên khi sự hăng hái ban đầu qua đi, việc gì anh chị cũng chỉ có kết quả nửa vời, khó đạt thành công lớn. Thầy phong thủy khuyên rằng để mọi việc phát triển một cách hanh thông và thuận lợi, thì chị tuổi Canh Ngọ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất để hóa giải thị phi, mâu thuẫn giữa các mối quan hệ và xua đuổi hung tinh, tiểu nhân quấy phá. Đồng thời, chiếu cát lành, may mắn và cát khí quý nhân giúp công việc hanh thông thuận lợi, quan hệ công việc dần tốt lên. Thứ hai, về tiền bạc và tài chính. Trong 6 tháng đầu năm, anh chị tuổi Canh Ngọ có tài, có lộc. Đây là một trong những điểm sáng của tuổi Canh Ngọ. Đặc biệt là đối với những anh chị làm kinh doanh thì dễ dàng thu về những khoản lợi không nhỏ nhờ có kế hoạch tiếp thị, đa dạng hàng hóa, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường và khách hàng. Nhưng anh chị thì làm bao nhiêu, hưởng bấy nhiêu, không quá nhiều may mắn. Nguồn thu nhập chính của anh chị có xu hướng tăng, các nguồn thu phụ cũng có, nhưng không nhiều. Những ai làm công ăn lương có cơ hội tăng lương bất chấp tác động khách quan của thị trường.
Tuy nhiên, tài chính sùng sình đồng nghĩa với việc mức chi tiêu của mệnh chủ cũng tăng thêm. Anh chị tuổi Canh Ngọ vừa có thể kiếm tiền lại vừa chi tiêu khá nhiều. Điều này khiến anh chị phải rất vất vả, hao tổn rất nhiều công sức mới đạt được mục tiêu tài chính của mình. Thầy Gia Cát khuyên rằng để có thể tăng vận may mắn và cải mệnh, anh chị tuổi Canh Ngọ cần mang bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí nhà Phật sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chia tài lộc cho anh chị. Ngoài ra, vòng còn giúp nghênh đón quý nhân tương trợ và bảo vệ anh chị trong sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư. Thứ ba, về tình duyên, gia đạo. Dường như 6 tháng đầu năm không dành tình duyên cho tuổi Canh Ngọ, anh chị có tương đối ít cơ hội về tình cảm, mọi thứ dậm chân tại chỗ, khó có bước đột phá như ý muốn. Mặc dù đào hoa khá vượng, nhưng dễ gặp phải vận đào hoa xấu hoặc cảm thấy phiền lòng với sự đeo bám, theo đuổi quá mức nhiệt tình của người mình không có tình cảm. Lời khuyên cho quý gia chủ, dù không thích, cũng nên lựa lời phù hợp để từ chối khéo léo, tránh quá mức thẳng thừng sẽ gây phản tác dụng. Bên cạnh đó, gia đạo của anh chị cũng có điều bất ổn, khoảng cách giữa các thế hệ trong gia đình có sự xung đột khá mạnh. Chủ yếu do tuổi Canh Ngọ không kiểm soát được cảm xúc, là người khai mào cho những trận tranh luận hay cãi vã. Coi chừng già néo đứt dây, khó mà tiến tới hôn nhân, hạnh phúc. Trong thời gian này, anh chị nên đeo thêm vòng tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất để năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp anh chị đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ. Đặc biệt là giúp gia đạo êm ấm. Thứ tư, sức khỏe. Sau tháng đầu năm cũng là lúc mà anh chị tuổi Canh Ngọ phát sinh khá nhiều vấn đề về sức khỏe. Tần suất ốm đau tăng dần, thậm chí có thể dễ bị đột quỵ, nguy hiểm tính mạng. Vì vậy, anh chị cần đề phòng về các bệnh về tim, não, máu, đường tiêu hóa, bởi những cơ quan này đang ẩn chứa nhiều nguy cơ mà quý gia chủ không thể lường trước được. Ngoài ra, anh chị cũng cần chú ý tĩnh dưỡng, giải tỏa cảm xúc thích hợp, chớ nên để tinh thần căng thẳng trong thời gian dài. Không nên đi đến những nơi lộng gió để tránh các chứng cảm mạo, phong hàn. Như vậy, việc sắp xếp một chế độ sinh hoạt khoa học, tập thể dục thường xuyên kết hợp với thái độ sống khiêm tốn, không so đo hơn thua với người khác sẽ giúp anh chị giữ được nền tảng thể chất khỏe mạnh. Cùng với đó, anh chị nên chú ý đi đứng cẩn thận, nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông, kẻo dễ bị va quệ xe cộ, nhẹ thì chảy máu, nặng phải động chạm dao kéo hoặc gặp nạn sát thân. Thầy phong thủy khuyên anh chị tuổi Canh Ngọ hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh. Vòng sẽ giúp anh chị xua đuổi hung tinh, tà ma, vận hạn. Vòng cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ anh chị tuổi Canh Ngọ dù ở bất cứ đâu, bất cứ hoàn cảnh nào. Trong phần tiếp theo của video, xin mời quý vị hãy theo dõi dự báo vận hạn 6 tháng đầu năm 2021 cho tuổi Canh Ngọ. Đầu tiên, vận hạn tháng 1 âm lịch. Nhìn chung, vận trình tháng riêng của tuổi Canh Ngọ là một tháng khá bình ổn đối với anh chị bởi có bán hợp quý nhân tương trợ. Trong sự nghiệp, anh chị sẽ duy trì được sự nhiệt tình, hăng hái, sẵn sàng chấp nhận thử thách nên dễ được cấp trên coi trọng. Tháng 2 âm lịch. Trong tháng 2 âm lịch, anh chị tuổi Canh Ngọ dồn hết sức cho công việc của mình. Tình hình tài chính khá yên ắng, vì vậy nên anh chị chớ vội đầu tư. Hãy nghe ngóng rõ ràng tình huống xung quanh mình, chứ đừng sốc nổi nghe theo những lời rủ rê, dụ dỗ. Vận hạn tháng 3 âm lịch. Vận trình của tuổi Canh Ngọ có dấu hiệu được cải thiện trong tháng này. Do được các tinh nâng đỡ nên những công việc nặng nề trước đây đã được giải quyết. Anh chị có thời gian để nghỉ ngơi, trau dồi kinh nghiệm và rút ra những bài học từ thực tế. Ngoài ra, có thể quý nhân sẽ xuất hiện giúp quý gia chủ đưa ra những giải pháp đúng đắn cho tương lai. Tháng 4 âm lịch. Tình trạng sức khỏe của anh chị không được khả quan nên cần chú ý giữ gìn. Đặc biệt là khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, vận hành, máy móc. Tháng 5 âm lịch. Tiếp tục tình trạng sức khỏe không được lý tưởng, có lẽ vì công việc quá bận rộn nên anh chị tuổi Canh Ngọ thường xuyên làm việc với cường độ cao, bỏ bữa hoặc ăn uống với đối tác. Những hoạt động này đều gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, anh chị nên điều chỉnh lại để có một sức khỏe tốt hơn. Cuối cùng, tháng 6 âm lịch. Trong tháng 6 âm lịch, anh chị tuổi Ngọ vẫn cần phải quan tâm đến tình trạng sức khỏe của mình. Bên cạnh đó, người làm đầu tư cũng tránh đưa ra quyết định vội vàng trong thời điểm này, bởi nếu vậy thì quý gia chủ rất dễ rơi vào cảnh thất thoát tiền bạc.
Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của anh chị tuổi Canh Ngọ trong vận trình nửa đầu năm 2021 theo sao hạn và là số tử vi để có thể hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sao hạn anh chị tuổi Canh Ngọ. Năm nay các anh tuổi Canh Ngọ may mắn được sao Thái Dương chiếu mệnh. Thái Dương là phúc tinh, tốt cho nam hơn nữ mạng. Thái Dương như ánh mặt trời, mang lại sự tốt lành, phát triển về công danh, ăn khang thịnh vượng. Năm gặp sao Thái Dương chiếu mạng thì làm ăn được phát đạt, thăng quan, tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán, nhất là vào tháng 6 là tháng đại cát. Nhưng các anh cũng nên lưu ý và cẩn trọng, vì ngoài sao Thái Dương, anh còn gặp phải hạn toán tận. Gặp hạn toán tận chủ về hao tài, tốn của, ốm đau bệnh tật. Ra ngoài thì cẩn thận tai nạn xe cộ, nguy hiểm tới tính mạng, hay vì tiền mà bỏ mạng. Còn các chị tuổi Ngọ bị sao thổ tú chiếu mạng, đây là hung tinh thường đem lại sự trở ngại, xung khắc, miệng tiếng thị phi, có kẻ ném đá giấu tay, sinh ra thư kiện, xuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, sức khỏe yếu, xấu, nhất là vào tháng 4 âm lịch. Không may, các chị lại gặp hạn huỳnh tuyền, hạn này chủ về phương diện sức khỏe. Người gặp sao hạn huỳnh tuyền rất dễ đau yếu, bệnh tật nghiêm trọng, mưu cầu giành lợi đều khó thành, sẽ xảy ra thất bại. Thứ hai là luận hung căn niên vận 2021 theo là số tử vi. Anh chị tuổi Canh Ngọ cùng mệnh các sao Thiên Việt, Nguyễn Đức, Đào Hoa, Thiên Trù báo hiệu vận quý nhân và Đào Hoa Vượng có lộc ăn uống, còn tử phù gây đau yếu. Cùng tam hợp, những các tinh Thiên Khôi, Hồng Loan, Thiên Đức thuộc vượng Đào Hoa và quý nhân, hung tinh Cô Thần, Quả Tú, Kình Dương, Kiếp Sát, Thiên Không, Khối Khí lại gây bất lợi về tình cảm, đề phòng tai nạn bất ngờ hoặc gia đình có chuyện buồn. Cùng xung chiếu, phần tinh tốt cho công việc, thăng tiến, bệnh phù gây bất lợi cho sức khỏe. Quý anh chị và các bạn có thể để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại phía dưới ô bình luận để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Nhìn chung, vận trình 6 tháng đầu năm Tân Sửu 2021 với anh chị tuổi Canh Ngọ bị cục diện hại thái tuế khiến anh chị bất ổn về cảm xúc, thiếu thận trọng hoặc chủ quan lơ là, sẽ xảy ra tranh chấp với bạn làm ăn, mưu sự trách trở. Thậm chí đôi khi vì quá tham cái lợi trước mắt mà liều lĩnh dẫn tới họa phá tài, sức khỏe cũng có nhiều điểm bất ổn. Cần đề phòng các bệnh về tiêu hóa. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ phần nào giúp ích được quý vị. Tới đây, video của chúng tôi xin phép được khép lại. Xin cảm ơn sự chia sẻ đến từ những kiến thức phong thủy bổ ích của thầy. Xin cảm ơn những chia sẻ đến từ những kiến thức phong thủy bổ ích của thầy Gia Cát. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh để có thể đón nhận những chia sẻ về phong thủy vô cùng bổ ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.